chúng tôi lại đến với Bình Phước, nơi có những cánh rừng cao su bạt ngàn rộng lớn, một vùng đất anh hùng chở che cho các cán bộ cách mạng cùng cả nước làm nên chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975. Từ mảnh đất quê hương, nơi đây cựu chiến binh Võ Văn Kiệt đã gây dựng lên nhà máy chế biến mật ong thành phẩm có chất lượng tốt cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Sau chiến dịch biên giới Tây Nam kết thúc, ông trở về quê hương lập gia đình rồi bắt đầu mở trang trại nuôi ong. Bộn ba khắp chốn, cứ chỗ nào có mùa hoa hay là nơi ông có thể lấy mật là ông lại đến đó. Cứ như thế mà ông đã đi khắp nơi từ Nam đến Bắc. Đến nay khi đã ổn định, ông liền mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc, nhà xưởng cũng như mở rộng thêm số lượng trang trại nuôi ong vệ tinh khắp các tỉnh thành trong cả nước. Nói chung kinh nghiệm của nuôi ong thì nói nó rất là nhiều. Nhưng mà cái kinh nghiệm mà thực tế nhất để cho ra những cái sản phẩm mà chất lượng tốt nhất thì chỉ có bố trí được những đàn ông mạnh và những đàn ông đông quân. Thì những đàn ông mạnh và những đàn ông đông quân đó nó sẽ là chống được bệnh tật và nó sẽ đưa năng suất cao lên và đưa những cái sản phẩm mà chất lượng tốt hơn và mật nó ngon hơn. Cái nghề nuôi ong này nó giúp phần cho nhà nông nhiều, giúp cho người nông dân thụ phấn cây trồng tăng năng suất lên từ 20 cho đến 30%. Đó là những thu nhập mà bà con không thấy được. Đó cũng là một phần góp cho xây dựng đất nước. Những thùng ong được đặt thẳng hàng giữa vườn cao su với hàng triệu con ong đang cần mẫn tìm những giọt mật thơm. Ong ở đây cứ khoảng một tuần sẽ thu hoạch một lần. Các cầu ong sẽ được lấy ra khỏi thùng, quét hết những chú ong còn bám trên bề mặt và đưa vào máy quay mật. Vòng quay của máy quay mật chuyển động và ở đó những giọt mật vàng thơm cứ thế mà từ từ chảy ra. Sau khi quay xong, mật được đưa về nhà máy chế biến sàng lọc bỏ hết những tạp chất với một quy trình khép kín. Mẫu mật được đưa đi kiểm định chất lượng ở trong và ngoài nước. Khi mật đủ tiêu chuẩn quốc tế thì đóng thành phẩm vào những thùng phi lớn để tiện xuất khẩu.